Bạch thầy cho con hỏi, bây giờ con không sợ chết, nhưng nếu không có ba mộ niệm ở lúc lâm chung thì tâm con lúc này có sợ chết hay không? Vì sao bây giờ không sợ mà lúc đó thì sợ? Tính thầy từ bi giải thích cho các con hay không thì con này hay lắm cho bà. Hỏi bác sợ chết đâu không? Không sợ chết đâu. Hỏi anh có sợ chết đâu không? Vẫn là không. Nhưng mà khi mà bác sĩ báo rằng là cái bệnh anh thôi chịu thua rồi, phải chết rồi. Xin tôi thật cái chưa điện nha. Có người tu mấy chục năm, nhưng còn mấy chục năm, sau cùng đụng nước nước trong cái buồn mình khóc. Chứ vì thấy không rõ là cái tâm của người phạm phu chúng ta nó vô thường, yếu vô cùng. Bây giờ nó tôi không có sợ chết đâu, nhưng mà lúc đó mình thấy sợ. Nếu bây giờ tôi mất rồi, nhưng 20.000 đô la tôi cũng không buồn. Nhưng mà khi mà có lỡ người ta ăn trộm mất có 10.000 đô la thì mà buồn lên buồn xuống, mình tức lên mình cũng không biết bao nhiêu. Nó rõ ràng là cái đối diện của sự thật rồi, chúng ta mới thấy thực sự cái tâm mình như thế nào. Cho nên câu hỏi này nói mà hay lắm đấy. Tại sao lúc này con không sợ chết mà lúc đó, thì cái lúc đó mà không có ai bên cạnh con có sợ chết hay không? Nhiều khi có người bên cạnh mình cũng sợ chết, nhưng mà nếu những người biết hộ niệm người ta rất vượt tinh thần đấy. Bác ơi, bác đã quyết lòng vãng sanh về Tây phương cực lạc, mà muốn vãng sanh về Tây phương cực lạc thì phải xả bỏ cái thân phàm phu này xuống, bác mới đi được chứ. Đây là cái đại họa cho bác, tại vì còn sống thì mình không thể nào về Tây phương cực lạc được, đúng không? Mà muốn về Tây phương nhận cái báo thân của gọi là thanh hư vô cực Bồ Tát, mình phải lìa cái thân này lại, mình phải rời cái thân này ra chứ. Mà mình rời cái thân này ra thì thế gian gọi là chết, tại vì người ta không hiểu đạo người ta mới chết, chứ mình thực ra là mình lìa cái thân. Các buổi trở về cho các buổi đó mình đi vào tranh, mình thành Phật chứ có gì đâu mà mình ra chết. Mình giải nghĩa thì mình ủng hộ tinh thần người ta, mình đưa những phim mà bản thân người ta biết rõ là thấy không, hồi giờ khi mà người chết thì con thấy khóc than đồ thì ủ rũ rồi chia buồn cho quên, mà thấy những người bản thân này cả dòng cả họ thành đồng tu cả gia đình đều mừng khóc với bố thí, nghĩa là không ngừng biểu mừng mà không ngừng nữa, ai cũng nở nụ cười trên môi. Rõ ràng cái điều bản thân là tạo cái dưới lành cho gia đình, tạo cái cánh vui cho gia đình, vui cho bác. Bác được bản thân về Tây phương thành Phật, về Tây phương đâu có còn buồn nữa, đâu còn khổ nữa, mà vui cho con cái, mà tạo luôn cái chương trình cho con cái tin tưởng mà đi theo. Tự nhiên mình tìm một cách mình nhắc nhở thì bà bác này mới không thể chết, đúng không bác? Người ta lúc đầu năm điều tôi đang gặp rất nhiều tối, tôi việc mình sẽ chết chuyện đấy bác chưa biết. Như vậy thì chưa việc có thấy là nên trước hợp 2-3 người đủ chưa? Đủ rồi đấy, tự nhiên 2-3 người làm cái nhau rất tốt, sẽ có người thứ tư đến gặp mà, đúng không? Rồi có người thứ năm đến gặp mình. Mình giữ nguyên ý nguyện này, chư hộ pháp giúp đỡ chư Phật, mình phải có cái lòng giải quyết các việc. Cho nên sợ lúc đó thì, nhưng bây giờ vì sao bây giờ không sợ mà lúc đó thì sợ? Tại vì mình không có tâm thành, cho nên lúc đó bao nhiêu cảnh tượng hải hùng nó đến trước mặt mình làm sao không sợ tôi được. Bây giờ đây mình có thấy cái gì trở ngại không? Nhưng mà lúc đó mình thấy nào là ma chướng, nào là những cái ác mộng dồn dập đến với mình, không sợ cũng thành sợ làm như vậy. Tâm mình đã yếu lắm, phải không? Nhưng mà lúc sợ đó mà có một người không sợ, một người cứ đạo đánh thức mình thì bác ơi, có cô bên cạnh đây cũng niệm Phật cho bác đi. Bác muốn làm gì? Phật niệm Phật thì Phật lực gia trì, có chư hộ Pháp ống thông gia hộ, có chư thiên long Phật bảo vệ cho bác, làm sao bác sợ được. Vô tình một lần nữa này bà cụ đó nói, à các con ở bên cạnh thì cũng không sợ, nhưng mà cụ nhớ là ngoài ra còn có hàng ngàn chư thiên long Phật ống thông bảo vệ cái cụ. Bà cụ ở một mình, hôm trước thì bà cụ nghĩ rằng là bà cũng có một mình không ai bảo vệ, nhưng mà có 1.000 người đang bảo vệ coi cụ làm sao cũng sợ. Tâm lý lành mạnh ứng lên phải phải không như vậy, giúp cho tâm lực người ta có mạnh lên, tâm lực mạnh lên tự nhiên mà chúng không còn có thể dù hoặc là được, không còn có dọa nạt vào được, vì vậy mà họ không sợ. Chứ nếu không thì chúng ta cứ để họ nằm đó, họ sợ vô cùng chịu, họ sợ đến mất ăn mất bú mà đến nỗi mà trần có mắt luôn luôn, biết hồn giải tỏa cấp kỳ luôn. Cho nên hộ niệm là thực chiến đấy, đỡ được tại chỗ đấy. Chứ còn đứng lên mà nói pháp này nó còn người ta đâu còn tinh thần người ta nghe pháp nữa, hiểu không chứ?
Thì nói này đưa ra ví dụ cụ thể giống như người nào nằm thì vấn đề đó ở đây ai vấn đề chưa, mấy cụ nhân nói thường bị lắm không, nếu mà vấn đề hai ba lần trời ơi là trời, thấy rằng là một cái quý này có đè cho người mình có ngủ một đè cho người mình có một con đen đè chung, mà thực ra nó kẻ áo giác mình thôi chứ không có đúng không chưa bị ma quý gì đâu, một đứa con nít tới đụng mình cái là mình hết mình thấy gì nữa chứ, có ma quý nào yêu yêu như vậy, nhưng mà tâm của mình thần kinh của mình nó bị tê liệt trong lúc đó, nó không điều khiển được cái thân của mình nữa. Mà nó sinh ra những cái ảo giác thì là không thực, và mình thấy trong nó như thuộc như vậy, tự nhiên thấy là như có một ma nào quý nào giữ, mà thực ra cái con mình đang sợ ma chủ, tự nhiên kiểm tra mình chủ động không được, thành ra sợ càng thêm sợ. Chứ nếu một người đánh thức dậy đấy, có con đây có gì đâu, mình niệm Phật hết đi, đừng lo đừng buồn, tự nhiên hết giải bỏ ngay tại chỗ, đúng không chứ vậy đó là được. Tôi có lắm chưa được.